Cho nên việc trở thành Phật là trong phận sự của chúng ta, phải nên làm như thế. Vì sao? Vì chúng ta đã mê mất tự tánh, luân hồi trong sáu nẻo quá khổ sở. Nếu như chúng ta may mắn sống vào đời thanh bình thịnh vượng, thì kiếp người cũng tạm được. Nếu không có phước báo gặp thời loạn lạc, nhất là như hiện nay trái đất quá nhiều thiên tai biến loạn, xưa nay lịch sử chưa từng ghi chép nhiều thế bao giờ. Quá khổ sở, không có thiên tai, chiến nạn thì cũng sống rất khổ. Đức Thế Tôn giới thiệu với chúng ta thế giới cực lạc Tây Phương. Ta đọc xong vô cùng ngưỡng mộ. Đây là nơi ta nên đến. Và Phật nhắc đi nhắc lại với ta rằng, nếu con thật lòng muốn đến đó thì ngay trong đời này sẽ đến được đó, không sót kẻ nào cả. Kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác còn đến cực lạc được mà. Chỉ có một hạng người không đến cõi cực lạc được, đó là hạng người không tin. Đã không tin thì bó tay. Không tin nghĩa là chẳng chịu vãng sanh. Qua đó có thể biết vãng sanh được hay không, có thể thành Phật trong kiếp này được hay không, tất cả đều nằm trong tay chính ta, chẳng liên quan gì đến bất kỳ ai. Tại sao chúng ta không chịu đi?